Ê căn cha và vi tát ta năng mu hun ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yan che wa sa sa tăng hu tăng tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự của hòa thượng Thích Minh Châu. Sa thú lành thay, cảm ơn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, kính lễ cô tu nữ Tham Ma Chari và thân chào quý thiền nam thánh nữ. Và bây giờ thì em xin kể kinh pháp cú số 106. Cảm ơn huynh. Ma se ma se sa ham se na yo ya che tha sa tang sa mang
Ekancha pavita tanam muhutama pipuchaye saye wapuchana sayo yanche wasatang hutang mase ma se aham se na yo ya che tha sa tang sa mang e kan cha pha vi ta ta nang mu ta ma pe pu cha ye sa ye va pu cha na sai yo danh chê quá xa xa tăng u tăng ma xê ma xê xa hát xê ná yô yá chê thá xa tăng xa măng ê canh chắc phù quý tắc tà hú tá ma bích bù chắc dê xa dê quá bù chắc ná xây yô danh chắc xê quá xa tăng hú tăng tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Khổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trăm năm bỏ cả thời gian chí thành tế tự núi vàng rừng sâu chẳng bằng giây lát cúi đầu cúng dường bậc thánh dày sâu phước lành. Khổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ kính mời bàn tay tiếp theo. Dạ. Dạ, tự nhiên xin xuống mắt ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quan tâm giao đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Dạ Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ hôm nay cô tu nữ Thâm Má Chá Rí có cầm mít được không cô? Cô cầm mít được thì cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu nha. Dạ, xạ thủ kính mời cô. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết là nghe rõ. Dạ con kính đánh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính đánh lễ đại đức Tịnh Đà, con kính đánh lễ đại đức Tuệ Đức. Dạ kính lễ cô Tuệ Duyên, xin kính chào toàn thể quý vị. Dạ cô Nhật Quỳnh, dạ cảm ơn chú Bát Thà Na đã bốt bài. Dạ sau đây con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh 106 ạ. Ma se ma se sa ha se na yo ya chi tha sa tang sa bang e can pha vi ta ta e can cha pha vi ta ta nang mu ho ta ma bi pu cha chen sa re wa pu cha na san yo kinh chê qua xa xa tăng hù tăng ma xê xa hà xê na yô ya chê tha xa tăng xa băng e căm pha quy ta 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 năng mô hô ta ma bì vô cha cha chê xa chê qua vô cha na say yô kinh chê qua xa xa tăng mu tăng ma sê ma sa sê na
Yo cha chê tha sa tăng sa mang ni can cha pha vi ta ta răng mô tam ba bi bu cha chê sa chê qua qua bu cha na sa yo yang chê qua sa sa tăng mu tăng thăng thắng 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 bỏ ngàn vàng tế tự tạ tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong một nát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Đó là thủ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, xin mời cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thủ lành thai, kính cảm ơn cô tu nữ Thăng Ma Trà Lý. Dạ. Nhật Quỳnh kính Quỳnh cho Nhật Quỳnh đọc trước xong Quỳnh chạy xong Quỳnh thỉnh pháp sư luôn giùm Nhật Quỳnh ha. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép đọc trước Quỳnh đi. Ai biểu đưa tay chặn chi. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 106. Cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á cho bài học. Ma se ma se sa ha se na yo cha che tha tha tăng sa măng e can cha pha vi ta ta năng mu hút ta ma bi bù cha ye sa ye qua bù cha na say yo dành che qua sa sa tăng hu tăng ma se sa ha se na yo cha che sa sa tăng sa măng e can cha pha vì ta ta năng mu hốt ta ma bi bù cha về xa về qua bù cha na xây vô dành chê qua sát sát tăng hù tăng tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu cúng dường vị tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Và đây là bạn chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e canh cha pha vi ta ta năng mô hốt ta ma bi bu cha ye sa ye qua bu cha na say yo dành che che qua xa xa tăng hu tăng ma se xa ha se na yu ya che tha xa tăng xa măng anh cha pha vi ta ta năng mu hu ta ma bi bu cha ye xa dê qua bu chà na say dơ dành chê qua xa xa tăng hu tăng trăm năm bỏ cả thời gian chí thành tế tự núi vàng rừng châu chẳng bằng giấy lát cúi đầu cũng dường bậc thánh dài sâu phước lành. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và kính mời Quỳnh Quá Thanh Á. Dạ, sa thủ lành thầy. Kính chào Ngài Thích Nhật Hình. Nam mô Thuật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin đặt kể kinh Pháp cú số 106. Ma se ma se sa ha se na yo ya ye tha sa tang sa mang e kan cha pha vi ta ta nang mu ho ta ma pi pu cha ye sa ye va pu cha na sa yo yan che va sa sa tang hu tang ma se sa ha se na yo cha ye tha sa tăng sa măng
e can cha pa vi ta ta nang mo ho ta ma pi pu cha ye sa ye va pu cha na sa yo yan che vat sa sang hu tang. Tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vật tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Bản dịch của Ngài Minh Châu: trăm năm bỏ cả thời gian trí thành tế tự núi vàng rừng châu, chẳng bằng giây lát cúi đầu cúng dường bậc thánh dày sâu phước lành. Bản phổ thơ của Ngài dưới Đức Chánh Nam Mô Phật Thà Gia Con xin được thay mặt đại chúng trong rung bể tình Pháp Sư chức. Brahmacaloka thi pati saham pati katan yari anki varang aja jatha san thi tha satta pariyakha jati ka the se tu thammang anukampimang pa chang. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo giấy đời, nhắm vườn lộc giá ngài rời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ gia vẹn toàn, một lần chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng tử bi, chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng chi chi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Phật Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sáng Khả Giá, thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính cung trình đại đức Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài kinh Pháp Cú số 107, từ vựng ý nghĩa và duyên sự đến học Phật tử chúng con. Nam Mô Phật Tha Giá, và con xin được thành kính cung trình đại đức Tịnh Đạt. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Sẵn Khá Giá. Con kính lễ Chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị. Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh, Quỳnh bác Quách Thà đó. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu âm tốt ạ. Ngày hôm nay là ngày đầu tháng 10, ngày 1 tháng 10, ngày thứ 6. Hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 107. Dạ, quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu đi vào cái bài học ngày hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bụt thần pha ca văn tăng a pi wa đề mi so kha tô pha ca wa ta tham mô tham mang nam a sa di su pa ti pa no pha ca wa tô sa va ca sang khô khang nam a di sa thu. Dạ kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cho
cái bài học liên quan đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 107. Nha. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 107 có nội dung như sau. Yo cha wa sa sa tang chan tu akin bari cha re wa ne e kan cha pavitat ta nang mohottama pi pu cha ye sa ye wa bu cha na sa yo yan che wa sa sa tang hu tang Yo cha wa sa sa tang chan tu a king bari cha re wa ni e kan cha pa vi ta ta nang mo ho tam ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na sa yo yan che wa sa sa tang hu tang Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. Dạ, sa thú, sa thú. Trước chúng ta tìm hiểu về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú này. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 107. Và người có thể hầu cận ngọn lửa ở khu rừng trong 100 năm, và người có thể bái dầu chỉ trong phút chốc đến một vị có bản thân đã được tu tập. Chính việc lễ bái ấy là tốt hơn vật tế lễ cả 100 năm. Câu đầu tiên, Yo cha wa sa sa tang chan tu. Yo sa wa sa cha tang sa tang chan tu. Yo là người nào, cha là và, wa sa sa tang, wa sa là năm, sát tăng là số 100, 100 năm. Từ quá xá đây cũng được sử dụng từ chuyên môn về 3 tháng an cư, quá xá ma xăng, tháng mùa mưa. Nhưng mà theo nghĩa phổ thông thì chúng ta hiểu là năm. Chan tú, sao từ chân tú này là người nam, một người nam, một người đàn ông. Một người nam, một người đàn ông. Chân tú. Chân tú này sẽ là người nam và đàn ông ta. Người có thể hầu cận ngọn lửa ở khu rừng trong 100 năm. Vô chân tú là được chia giống nhau là vô chân tú. Câu thứ hai chúng ta học đó là Akin Baricha Rewane.
Hakin Barichare-wane, Hakin là ngọn lửa. Ngọn lửa Barichare. Barichare nó xuất phát từ cái căn là charati, chara charati là cái đi mà không có mục đích, đi đi bất định đó, đi lang thang, cộng với cái tiền tố pari là xung quanh. Thì mà đi mà xung quanh đó thì nó có cái nghĩa đó là đi xung quanh ngọn lửa, nó có cái nghĩa đó là thờ cúng. Thờ cúng là cúng tế ngọn lửa. Wane là khu rừng, Wana khu rừng. Câu thứ ba, e kancha pavitatta năng, thì bắt đầu từ câu này thì chúng ta thấy rằng nó sẽ giống với lại câu 106 mà chúng ta học hôm trước. E kancha pavitatta năng mohottam pi pucaye sa ye wa pucana seyo ye yan che wa sasatang hutang. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cũng học cho đầy đủ luôn. E căn cha pa vi ta ta năng, e căn cộng chá, e căn là người, một ở đây ám chỉ cho một người, một vị. Ta pa vi ta ta năng là pa vi tá cộng với lại atta năng. Pavita là cái được chia ở cái quá khứ phương từ của pavati là tu tập, mà chúng ta hay dùng từ pavana, pavati cũng cộng cùng cái ý nghĩa đó là sự tu tập hay là sự phát triển. Pavita đã được tu tập. Atta năng là bản thân, bản thân mình á, bản thân mình. Ekancha pavitatta năng. Câu kế tiếp là mohutta mapi pucaye. Mapi pucaye. Mohottama api api. Ya mohottang api. Mohotta là trong một giây lát, trong một khoảnh khắc đó, cái gì? Trong một khoảnh khắc, phút chốc hay là khoảnh khắc. Ý là pucaye là cúng dường, kính lễ. Pucaye là cúng dường, kính lễ. Lễ. Chúng từ này với cái dạng từ là puja. Puja cha pucaniya nang etamang galamutamang, kinh hạnh phúc. Chúng ta cũng gặp Mohottam pucaye. Sayewa pucana sayo. Sayewa pucana sayo. Sa là đại từ,
chỉ cho cái xa đó, là xa là ấy, việc ấy. Dê quá, xa dê quá, xa là việc ấy, dê quá là cũng vậy hay là ngay cả. Puchana là cái việc lễ, kính lễ, cái việc lễ mai, kính lễ, xa là cái việc kính lễ ấy. Xây vô tốt hơn, xây vô có nghĩa là tốt hơn. Danh chê quá xa xa tăng hữu tăng, danh chê quá xa xa tăng hữu tăng, danh chê quá xa xa tăng hữu tăng. Văn và chê chê là nếu, văn là cũng là cái việc ấy. Quá xá xá tăng là trăm năm, quá xá là năm, xá tăng là số 100. Hữu tăng là cái tế hay là cái việc quốc tế. Hữu tăng, thực tế hay là việc cúng tế. Danh chê quá sát sát tăng hữu tăng. Chúng ta hôm nay chúng ta tận tới 6 cái câu kệ ngôn, thì chúng ta hơi có nhiều cái từ vựng hơn những câu bình thường tí xíu. Như vậy thì chúng ta về của câu kệ ngôn pháp cú số 107. Dạ, kính chào đại đức tổ chức. Tiếp theo thì chúng ta sẽ học về ngữ vựng, học về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kinh 107 này. Yo cha wasa satang chantu akin para baricare wane ekan cha pavitatanang api pujaye saye wa pujana sayo yanche wasa satang hutang. Trăm năm đốt lửa rừng thiên, khẩn cầu tế tự thì triền miên đêm ngày, chẳng bằng chỉ một phút giây cúng dường bậc thánh sao vô bút tha giá. Kính thưa, hôm nay chúng ta học câu 107 có cái duyên sự liên quan đến một bà la môn. Bà la môn này được ghi nhận là cháu của trưởng giả Xá Lợi Phất, trưởng lão Xá Lợi Phất Sariputta Thế đó. Thu, cái vị cháu là người Bà La Môn có cái hạnh thờ lửa ở trong rừng, thì ngài Xá Lợi Phất một lần nọ ngài đi thăm cái vị La Môn và người cháu của mình đó, thì đã đặt ra một vài cái câu hỏi cũng như là cái cách để mà ngài hướng dẫn cho cái vị Bà La Môn này có được cái thay đổi cái hiểu biết, thay đổi về cái tư duy, về cái con đường hướng thiện. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất đến gặp cái vị Bà La Môn là người cháu của mình ấy, thì biết rằng người đang thờ
Và cửa này thì nó cũng không có cái gì là đáng nói, nếu như không có cái việc cúng tế, giống như là mỗi một tháng như vậy á, thì cái vị Bà La Môn này sẽ hiến tế một cái con vật cho cái ngọn lửa mà mình gìn giữ. Thì quý vị biết thì cái thờ lửa thì họ rất là quý kính cái ngọn lửa, nè họ dùng những cái động vật, những cái con vật, dùng máu của những con vật đó để mà giống như là cái sự cúng dường, trang trọng, kính trọng đến cái ngọn lửa. Thật sự ra thì đối với cái ngọn lửa đó, đó là một cái sự hiểu biết sử dụng ngọn lửa để sưởi ấm, để nấu chín thức ăn. Nhưng vì thiếu cái kiến thức cũng như là thiếu về khả năng nhận định á, thì những cái người mê mẩn á, cái ngọn lửa là một cái điều kỳ diệu, và nó có một cái thánh tâm linh nào đó chi phối, có được cái ngọn lửa, cũng như là cái thời sơ khai của tôn giáo đó. Thế quý vị rằng thời sơ khai của tôn giáo đó, người ta tin rất là nhiều là đa thần. Họ gặp cái cảnh thiên nhiên nào đó mà không có giải thích bằng lý lẽ hay là ngoài cái sự hiểu biết, thì họ cho đó là một cái thế lực tâm linh chi phối bởi một cái người thần, như là thần mặt trời, thần dịch, thần biển, vân vân. Và kể cả lửa thì người ta cũng cho đó là có một cái vị thần để mà gìn giữ ngọn lửa. Cho nên theo cái quan điểm đó mà khi mà thờ lửa thì cần phải có cúng tế, hiến tế để mà tỏ tấm lòng. Và đây cũng là một cái phương pháp, là phương pháp tu tập thời bấy giờ tại Ấn Độ. Thì Tịnh Đạt có trình bày cái chuyện rồi, thì thời Ấn Độ thì phải nói rằng ngay cả thời bây giờ cũng có rất là nhiều cái trường phái, cái phương pháp tu mà mình nhiều khi mình nghĩ cũng không nghĩ ra. Thì khi mà nhìn thấy thì Bà La Môn là người cháu của mình có cái việc mà thờ thần lửa và cúng tế như vậy, thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài đặt cái câu hỏi. Cái việc mà thờ lửa như vậy, cúng tế như vậy, nó có lợi ích gì hay không? Thì theo cái sự học hiểu, hiểu biết của người Đạt Bà La Môn đó, thì trả lời rằng đây là cái cách thức, cái phương thức để mà tu tập, để mà gìn giữ, mong rằng là sau này sẽ là có cái kết quả là kết nối hay là tái sanh về cái cõi phạm thiên. Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói rằng cái cách thức này nó không có đúng, nó không có hợp lẽ về cái con đường, cách thức cũng như là cái tư tưởng, cái hiểu biết đều không có đúng. Tuy nhiên thì Ngài cũng không có Ngài Xá Lợi Phất Ngài cũng không có ép buộc cái người Bà La Môn là người cháu của mình phải chấp nhận cái hiểu biết đó, cái sự sai lạc đó, chấp nhận cái sự sai lạc đó, mà Ngài Xá Lợi Phất yêu cầu Bà La Môn này hãy đến học hỏi cái phương pháp sanh lên cõi phạm thiên, cũng như là hướng thiện từ Đức Phật. Sau đó thì Ngài Xá Lợi Phất cùng với vị Bà La Môn về gặp Đức Phật, tại Trúc Lâm, tại chùa Trúc Lâm Viluvana. Thì lúc đó Đức Phật Ngài nghe câu chuyện thuật lại
và biết được cái người Bà La Môn này là người thờ lửa và thường xuyên cúng tế bằng những cái những con thú vật như vậy đó. Thì Đức Phật Ngài đã có một cái thời giảng pháp cũng như là khuyến khích sắc tấn để cho cái người Bà La Môn này tỏ ngộ. Đức Phật Ngài nói rằng này, Bà La Môn, dầu thầy có chăm lo tế tự lửa thần như vậy cả trăm năm thì cái sự cúng tế đó đó cũng không có bị kịp sự cúng dường đến bậc thinh văn của Như Lai dầu chỉ trong di lát. Đó là cái ý nghĩa duyên sự ở trong cái câu kệ ngôn pháp cú này. Và sau cái thời nhắc nhở sách tấn đó của Đức Phật thì Bích Thai và dạ, đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của sư, con kính sư cầm mic trở lại ạ. Dạ, sư có nghe được âm thanh con? Dạ, con kính nhân mic đến sư. Ba bốn cái việc nghe được âm việc nghe âm thanh rõ đây dạ. Dạ, cảm ơn cô Tuệ Duyên, cô Nhật Quỳnh. Âm thanh có được nó có bị giật hay là bị lắc không ạ? Dạ dạ cảm ơn đi. Để tiếp đó là cái sự một lát nữa thì Tài sẽ nhắc sự này trong cái đời chúng ta. Bây giờ thì Tình Đạt muốn nói về cái ý nghĩa của câu kệ ngôn này một tí xíu. Trong câu kệ ngôn này thì chúng ta thấy rằng có cái vế mà Đức Phật ngày ví dụ, ngày lấy cái sự so sánh của cái việc mà thờ tự và cái việc cúng lễ bái cúng dường. Cái việc thờ tự thì đó là cái việc tế lửa, thờ lửa của một cái vị Bà La Môn mà trong câu chuyện này là người cháu của ngài Sariputta. Và cái việc mà Đức Phật ngài muốn so sánh đó là cái việc cúng dường, đảnh lễ bái đến các vị thánh nhân. Và một cái vế so sánh nữa đó là cái thời gian. Cho dù rằng là cái việc tế tự lễ bái được tinh tấn thực hành, không quản ngại cái thời tiết khó khăn, không quản ngại công sức và không có bị bỏ lỡ một cái cơ hội nào, hàng tháng đều gìn giữ một cách nghiêm ngặt
và trăm năm, tức là một cái con số nói về cái thời gian rất là dài. Tuy vậy thì nếu mà so sánh với cái việc mà cúng dường lễ đối với một vị thánh nhân, một vị đã tiêu trừ các cái phiền não rồi đó, thì dầu cho là một phút chốc, một phút chốc, một khoảnh khắc, một cái việc làm thiện thì cũng có cái sự tốt đẹp hơn. Đó là hai cái ví dụ trong cái hai cái ví so sánh trong được sử dụng trong cái điều đầu tiên mà Tịnh Đạt muốn nói, đó là cái việc bố thí, cái việc mà lễ bái cúng dường cho bậc thánh đệ tử của Đức, hiểu cái chỗ này đó là một cái khoảnh khắc muốn tác, hay là nói là một làm ở trong đời, là cái việc là phiền não. Thì giải thích cái vị thánh nhân đệ tử Phật á, ở trong cái trường hợp này thì muốn nói đến là cả các cái vị thánh nhân từ bậc tu đầu quần tư đà ana, và cái việc phước lành trong khoảnh khắc dầu nhỏ, giống như là bố thí một cái chút ít thức ăn, chút ít cơm, chút ít vải đến một cái vị thánh nhân, mặc dù là chút ít, một dù là cái khoảnh khắc nó nhiều, nhưng mà do là cái tấm lòng tịnh tín, và cũng như là cái đối tượng là một cái vị thánh đã tiêu trừ phiền não, thì cái quả lợi ích nó rất là cao, có rất là nhiều và thù thắng. Còn cái việc mà thờ lửa, cúng tế, cho dù có giữ nghiêm ngặt, không có bỏ ngày nào, không có bỏ cơ hội nào, kéo dài trong một thời gian dài cả trăm năm, thì nó cũng không có mang cái lợi ích, nhiều khi nó còn phản tác dụng. Từ cái điều này đó, chúng ta thấy rằng so với cái việc lành hay việc ác, so với cái việc mà đúng đường hay sai đường đó, thì thưa quý vị rằng nó không quan trọng là chúng ta làm bao lâu, quan trọng đó là chúng ta làm có đúng cách hay không. Giống như là xem bản đồ, đi bản đồ định phương hướng ở trong rừng, nếu mà chỉ cần đi sai cái la bàn hay là sai phương hướng đó, thì nó nói rằng càng đi nó càng sai, càng đi nhanh thì càng xa cái mục đích. Còn khi mà đã định phương hướng cho nó đúng rồi đó, thì đi chậm, đi nhanh, thì càng đi nó càng gần cái mục đích. Ở đây muốn nói rằng cái việc mà chúng ta tìm hiểu Phật Pháp đó, thì cái tri kiến nó rất là quan trọng. Dạ, cái tri kiến nó rất là quan trọng. Quý vị thấy rằng trong cái trường hợp này, có nhiều trường hợp khác, nó không phải là trường hợp này không, là cái vị Bà La Môn thờ lửa đó. Quý vị thấy rằng cái vị này có cái tinh tấn nỗ lực hay không? Rất là tinh tấn nỗ lực. Có chịu khó không? Rất là chịu khó. Có tâm tu không? Rất là có tâm tu. Có tâm hướng thiện không? Rất là có tâm hướng thiện. Tuy nhiên cái vị này lại gọi là cái tri kiến, thiếu cái tri kiến đúng đắn. Cho nên những cái gọi là nỗ lực, tinh tấn, chịu khó, tâm tốt, bị cách, và kết quả đó là thay vì là thì lại là làm những cái đẹp. Lúc nãy thì Tịnh Đạt trước khi vào trong diễn đàn thì có tìm đọc lại một cái bài báo cũng đăng cũng khá lâu rồi, nói về cái việc cúng tế, những cái tục lệ mà được cổ xưa mà tới bây giờ
vẫn còn gìn giữ. Đại báo là hồi tháng cũng còn mấy năm. Thì cái nói này nói về cái cuộc thảm sát trâu ở một cái lễ tế thần tại Nepal. Thì quý vị biết rằng trong cái cuộc thảm sát gọi là giết hàng loạt những con trâu, đa phần là trâu, nhưng mà trong bên cạnh đó thì có rất là nhiều những cái thú, con thú khác. Và cái lễ tế thần này thì được tổ chức 5 năm một lần, để cúng tế, Và đương nhiên thì trong cái thời cảnh hiện đại thì người ta nhìn những cái hình ảnh này thì người ta rất là sợ. Và có những cái hội, những cái đoàn người ta lên tiếng để mà muốn kêu gọi là bỏ cái lễ tế thần này. Nó quá là tàn bạo. Lễ này ghi nhận rằng trong cái lễ này đó đã là có khoảng là, chỉ nhắm chừng cái số lượng thôi, là khoảng 6.000 con trâu bị giết, và giết một cách rất là dã man. Tức là dẫn lùa những con trâu này, con trâu nhìn ảnh thì còn nhỏ giống như những con ngé như vậy đó, ta lùa vào trong một cái cánh đồng rất là rộng, cỡ sân vận động như vậy đó. Rồi khoảng 200 người thanh niên, họ cầm những cái chiếc dao thật là lớn, thật là sắc bén. Và sau khi mà cái lễ bắt đầu đó là họ cùng nhau chặt đứt lìa đầu những cái con trâu này. Và bên cạnh đó thì có những con vật khác giống như là những cái loài gia cầm, gia súc, là ước tính là khoảng trên 100.000 con được cúng tế trong cái lễ này. Thì Tịnh Đạt có nói rằng có đọc cái bản tin này cũng khá lâu rồi, nhưng mà liên quan đến câu kệ ngôn này thì cúng tế thần lửa với những cái loài gia súc, gia cầm á, hay là những con thú đó, thì Tịnh Đạt tìm đọc lại thì phải nói rằng khi mình đọc đó, cái tâm của mình nó bị trùng xuống, cái tâm của mình nó bị trùng xuống bởi cái sự tàn bạo, cái sự bạo lực của con người với cái loài động vật không có cái sức phản kháng. Thì ở đây Tịnh Đạt với cái tình huống, với cái bài báo này, trong cái câu chuyện, trong cái duyên sự này, Tịnh Đạt lại có một cái suy nghĩ như thế này. Nếu mà quý vị đọc lại cái bài báo đó thì quý vị sẽ thốt lên rằng sao mà con người ta ác như vậy, sao những có cái lễ tục lệ nó kinh hãi như vậy. Nhưng mà nếu quý vị quay lại cái cuộc sống hiện tại của mình đó, thì chúng ta sẽ không khó để mà bắt gặp trong cái đời sống hiện tại của mình, đối với bản thân mình lúc chưa biết đạo, hoặc là những người thân, những người bà con láng giềng, chúng ta quay lại chúng ta dòm nhìn, thì trước khi biết đạo hay là trước khi mà chúng ta có được một cái đời sống, có được việc làm ổn định, thì nhất là quê thì coi như là cá bắt ốc, săn chuột, săn rắn, săn chim, vân vân, chúng ta đã từng trải qua rồi. Bây giờ chúng ta biết đạo, chúng ta biết phân biệt, có cái tri kiến về nhân quả nghiệp báo, chúng ta biết sợ hãi về cái việc đó là sát hại, sát sanh, thì chúng ta cảm thấy rất là kinh sợ. Nhưng mà trước đó thì chúng ta làm bằng cái tâm rất là thoải mái. Cái điều này đó, chúng Tịnh Đạt cũng nói rằng trong cuộc sống của mình đó, cái việc mà giữ giới sắc sanh nó rất là khó khăn mà quan trọng. Cái việc mà chúng ta đọc những cái bài báo mà nói về những cái tục lệ mà giết trâu, giết những cái thú vật để mà cúng tế đó, thì đó là một cái lễ hội, một cái
lệ. Còn với chúng ta, với những người mà không có cái đạo, không có thờ cúng, cũng không có vì cúng tế, mà chúng ta cũng có những cái gọi là giết vì săn bắt, giết vì đam mê, săn bắt thú, săn bắt chim, săn bắt cá, vì đam mê, vì giải trí, thì phải như là chúng ta cũng là những cái người phải nói là đang bị lún sâu ở trong cái tội. Người ta vì cái thiếu cái hiểu biết, muốn gìn giữ cái hủ tục đó mà người ta làm những cái công việc sát sanh. Còn nhiều người á, vì cái giải trí đam mê, câu cá giải trí, vô rừng bắn chim giải trí, vân vân. Phải nói đó là một cái hình thức sát sanh mà cũng mang rợ không kém gì cái phần mà cái lễ hội như vậy. Thì Tịnh Đạt muốn nói rằng ngay cả cái việc đó là giữ cái việc mà không sát sanh đó, nó quan trọng, nó rất là quan trọng. Và khi mà đặt vào cái tình thế bắt buộc trong cái việc mà sát sanh vì cuộc mưu sinh, vì miếng ăn ngon, chúng ta gìn giữ chế không cho bị phạm giới, lúc đó chúng ta mới là cái người có cái tri kiến rất là vàng, có cái sợ luân hồi rất là tốt. Còn không thì chúng ta nghe pháp, chúng ta nói đạo, tuy nhiên khi mà con mũi nó chích mình, cắn mình, hay là chó nó cào mình, con mèo nó quào mình, thì lúc đó tự nhiên tâm của chúng ta nổi lên sân hận. Cái việc sát sanh đó, thưa quý vị, rằng nó không phải chỉ đơn đó là việc mà sát hại, giết hại chúng sanh khác, mà nó còn mang một ý nghĩa đó là đánh đập, là sân hận bằng tâm sân hận, hay đã thương chúng sanh khác bằng cái tâm sân hận. Nếu như trong những cái hoàn cảnh đó thì đi vào trong nhà hàng, quán ăn, chúng ta chọn những cái lồi tươi sống, chúng ta ăn cho ngon miệng, gia đình ăn cho bổ, ăn cho tốt, thì những cái lúc đó là chúng ta đang bị phiền não nó chi phối. Và nếu mà người nào mà vượt qua, kiềm chế lại cái món ăn ngon hay là cái sở thích giải trí săn bắn, thì lúc đó chúng ta sẽ là những người thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, và là quan trọng hơn là người sợ cái luân hồi, sợ cái phiền não, sợ cái tội lỗi. Còn ở trong chùa hay là bình thường mình ở nhà, thường mình đi chợ để ăn, rồi mình làm công việc công ty, mình có đồng lương, rồi mình đi chợ, mình mua đồ làm sẵn đó, thì nói chung là cái môi trường nó không có thử thách mình nhiều. Nhưng mà khi vào những cái môi trường tức là cám dỗ bởi cái đồ ngon, hoặc là bị dồn vào cái đường cùng, tức là bây giờ không có thực phẩm, phải bắt cá bắt ốc để ăn, tươi sống để ăn, thì lúc đó sẽ thấy rằng cái thử thách nó sẽ thử thách cái tâm của mình, mới quan là cái mẻ được qua hay không. Và cái việc sẵn đây nói luôn là cái việc mà sát sanh á, mà hầu như là qua cái thời gian hiện tại là cái thời gian mở cửa, có nhiều cái nguồn kinh sách, nhưng mà đa phần là người dân Việt Nam mình vẫn còn cái tư tưởng về ăn chay ăn mặn. Nói chung là nếu mà một cái người mà chịu khó, chỉ cần 30 phút đến 45 phút mà chịu khó tìm hiểu các cái bài viết ở trên mạng, thì họ sẽ thấy rằng cái việc ăn chay ăn mặn nó không có thành vấn đề. Mà cái vấn đề đó là cái việc sát sanh hay là không sát sanh. Tuy nhiên sẽ là theo cái thói quen, trước giờ hiểu sao giờ giữ vậy, tức là tu hành
ăn mặn là cái cũng là gián tiếp cho cái việc sát sanh. Thưa quý vị rằng cái thức ăn của mình nó dưỡng ăn sao để khỏe. Ngày trước thì nó là nghèo đói thì ăn để no, giàu có thì ăn cho ngon, mà bây giờ thật sự mà nói là có về ăn uống để ăn cho khỏe. Cho nên nó là thức ăn là dùng để giúp cho nuôi dưỡng cái cơ thể này. Còn cái việc ăn ra sao, tạo thức ăn như thế nào thì phải nói chung là đa phần Tịnh Đạt thấy còn nhiều cái bất cập. Họ còn nhiều cái gọi là chưa có hiểu cho thấu đáo về cái việc ăn chay ăn là cái việc cốt lõi là cái việc sát sanh hay không. Và cái việc nữa hay không, cái câu này thì chắc quý vị đã nghe nhiều rồi. Nếu như không có cái người ăn thịt ăn cá, nếu như là không có cái sự nhu yếu về thịt cá, cái cầu ở trong cái mông đó, thì cung đó, không có cầu thì không có cung. Thì nếu mà không có người ăn thịt ăn cá thì sẽ giảm bớt cái là cái người giết cá thịt, giết cá, giết gia cầm, gia súc. Cái điều này thật sự ra nói về lý thuyết á, thì chúng ta nghĩ là có lý, nhưng mà trên thực tế thì không bao giờ có thể xảy ra. Không bao giờ có thể xảy ra. Cái giải thích cơ bản đó là cái việc mà người mà họ bán ngoài chợ, họ làm thịt, làm cá, làm gà, làm vịt mà họ bán đó, thứ nhất đó là họ vì cái lợi nhuận, là vì cái người mua. Bởi vì đôi khi họ còn lạm dụng những cái gọi là cái cao để, mặc dù là ảnh hưởng đến sức khỏe, chứ không bao giờ họ nghĩ tới cái người mua đâu. Không bao giờ mà cái người bán họ nghĩ tới sức khỏe của người mua, mà họ dùng cái cách nào để mà cái lợi nhuận. Có nhiều khi đó là người bán hàng có tâm á, thì họ sẽ bớt đi cái phần tăng cái lợi nhuận. Nhưng mà những cái người mà chủ yếu về lợi nhuận đó là nhiều khi thịt cũ, thịt không có tốt mà họ chế biến lại thành những cái sản phẩm có thể bán được. Thứ nhất đó là cái lợi nhuận. Họ vì lợi nhuận, vì cuộc sống của họ mà họ kinh doanh, họ làm những cái công việc đó, chứ không có phải là vì mình mua hay không mua thì họ vẫn làm. Cái đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, đó là bây giờ tất cả thế giới có được kêu gọi là ăn chay. Nhưng mà thưa quý vị rằng có một cái quan điểm nữa, tuy là ăn chay, Tịnh Đạt giả dụ, giả sử, và cái sự giả sử này thì hoàn toàn là không thể xảy ra, tức là cả thế giới, tất cả mọi người đều ăn chay, không có ăn thịt, ăn cá. Nhưng mà thấy rằng nhiều cái câu lạc, có nhiều cái nhóm, có nhiều cái gia đình, có nhiều cái cá nhân, tuy rằng họ không có thích ăn thịt, ăn cá, nhưng mà họ rất là thích săn bắn. Rất là thích săn bắn. Nhiều khi họ không có ăn mà họ thích săn bắn, họ thích đánh bắt vì cái nhu cầu giải trí, vì cái nhu cầu bản ngã, muốn chứng tỏ cái bản năng, khả năng của mình. Thì quý vị biết rằng đó là họ săn bắt, họ sát sanh không vì cái gọi là cái ăn hay là cái dinh dưỡng nữa, mà là vì cái ngã mạn, hay là vì cái giải trí, nhu cầu giải trí của họ. Thì cái việc ăn chay ăn mặn nó không còn thành vấn đề, mà nó còn nó vấn đề hay không là ngầm cái chỗ là con người có biết dừng lại với cái hành vi của mình hay không, có biết kiềm chế với cái hành vi của mình hay không, có biết đó là mỗi chúng sanh đều có cái sự quý trọng cái cuộc sống, mạng sống của mình. Bởi vì mình cho rằng mình là người thông minh hơn,
người có khả năng có thể ỷ lớn hiếp nhỏ nha. Mình có thể mình đánh đập, mình có thể mình săn bắn những cái loài thú, mình tự mình cho mình cái quyền như vậy. Cho nên nhiều người nghĩ đó là cái việc bình thường. Thì sẵn trong cái việc mà nói về cái sát sanh thì Tịnh Đàn xin thêm về tí xíu về cái việc ăn uống. Mong rằng thì cái vấn đề này không còn là cái vấn đề khó khăn hay là có cái sự hiểu biết còn thiếu, chưa có đầy đủ đối với đa số là người Việt. Đại đa số người Việt chúng ta thì là theo đạo ông bà, và cái đạo ông bà thì rất là gần với lại đạo Phật. Cho nên người lớn tuổi sau là người trẻ tuổi thì bây giờ thì đã khá hơn rồi. Tức là có nhiều cái bạn trẻ đã đi tìm hiểu, đã đọc sách vở kinh sách giảng trên mạng. Tuy nhiên thì vẫn chưa có cải thiện được nhiều, vẫn còn nhiều nhiều cái quan điểm trước giờ về vấn đề ăn chay ăn mặn. Nhưng mà thưa quý vị rằng một lần nữa khẳng định cái việc ăn uống nó không có quan trọng bằng cái việc đó là giữ gìn cái tâm của mình trước cái việc mà hay là cái sự sát sanh, nhất là cái việc mà sát sanh để vui đùa, sát sanh để mà chứng tỏ cái bản ngã của mình, thì cái đó là cái việc mà cần đã phải nói, cần phải đáng nói. Quay lại với lại cái duyên sự và cái tích truyện ngày hôm nay đó, thì quý vị thấy rằng là cái việc mà Đức Phật ngài nói cúng dường lễ bái một cái vị thánh nhân, dù chung là một cái khoảnh khắc nhỏ, một cái việc làm ít nhưng mà nó kết quả hơn. Có nhiều cái câu chuyện mà chúng ta có thể dẫn chứng, cũng giống như là trong cái tích truyện liên quan tới vị Sa-di Pandita ở câu kệ ngôn số 80 mà chúng ta đã học, hoặc là câu chuyện về cái cô tín nữ Uttara trong cái câu Pháp Cú 223. Trong những cái câu chuyện đó thì có những cái khoảnh khắc đó là cúng dường đến Đức Phật, hay là cúng dường đến ngài Xá Lợi Phất, khi mà các vị mới xả cái thiền diệt tọa thượng định đó. Thì những cái người này khi mà cúng dường như vậy đó thì cái phước trổ sanh trong vòng 7 ngày ngay trong hiện tại nó rất là thù thắng. Trong cái câu kệ ngôn này thì đang là cái câu chuyện mà cái người Bà La Môn là người cháu của ngài Xá Lợi Phất muốn tu tập, muốn hướng đến là cái cõi Phạm Thiên. Cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng cái việc làm đó nó có cái phước báo, có cái việc trổ quả ở cõi Phạm Thiên. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải hiểu đó là phước không phải là để hưởng phước. Gốc ráo ở trong đạo Phật tạo phước không phải để hưởng phước, mà là cái sự hỗ trợ nâng đỡ cho cái đời sống. Quý vị chúng ta cũng nên bắt đầu thay đổi cái tư duy về cái phước báo. Bởi vì khi vào những cái bước đầu tiên vào trong Phật pháp thì đa phần là mọi chúng ta đều thấy khổ ở ngoài thế gian, sau đó thì tìm đến một cái tôn giáo nào đó để mà xoa dịu cái khổ. Và trong cái Phật giáo thì nói đến cái việc mà làm lành, tránh dữ sẽ được phước báo, sanh thiên, cõi trời, vân vân. Đó là những cái bước cơ bản cho cái người học đạo. Khi mà tìm hiểu sâu xa thì chúng ta phải hiểu rằng cái phước báo, cái việc tâm thiện á, thì nuôi dưỡng cái tâm thiện, cái tâm mà hướng đến cái việc mà dứt khỏi các cái phiền não, hay là diệt trừ cái tham sân si, hướng đến là không còn cái luân hồi nữa. Còn cái việc mà hưởng các cái quả của phước đó, nó tất nhiên khi mà mình gieo cái quả, cái nhân nào thì nó cho cái quả đó. Chúng ta cũng không cần phải cầu nguyện đâu, không cần phải hướng tâm nhiều đâu, mà chúng ta phải thay đổi rằng là những cái phước lành mà chúng ta làm đó,
là cái sự nâng đỡ, hỗ trợ cho cái cuộc sống của mình. Hỗ trợ nâng đỡ là sao? Tức là làm sao để cho thân tâm chúng ta được cái sự an vui, an lạc. Và cái đời sống, trong cái đời sống hiện tại, đời sống tương lai đó, nó sẽ bớt đi những cái gọi là thử thách ở trong cái gọi là tạo cái ác nghiệp. Thì bây giờ chúng ta tạo nhiều cái nhân thiện đó, thì cái quả thiện nó trổ sanh, thì cái nhân làm ác nó không có, nó không có cơ hội. Giống như bây giờ chúng ta sanh ra thì có ba mẹ lo, có được gia đình đầy đủ, thì chúng ta đâu cần phải mò cua bắt ốc làm chi. Chỉ có những cái trường hợp tức là bây giờ gia đình nghèo khó, rồi không có công việc làm, cũng không được ăn học, cũng không được cái môi trường đẹp, buộc là công việc nặng nhọc. Và trong công việc nặng nhọc thì có cái cơ hội để cho mà tâm sân nó sanh khởi, tâm tham nó sanh khởi, rồi tâm bất thiện nó sanh khởi. Thì cái việc mà làm thiện á, chúng ta nâng cấp lên một bước là cái việc hỗ trợ cho cái việc tu tập những cái bước cao hơn, giống như là những cái bước tu tập về ba. Thì Tịnh Đạt nghĩ rằng nó là mà làm mà hưởng phước. Đó là chỉ là cái bước cơ bản cho người mới bắt đầu thôi. Thì bây giờ chúng ta cũng sắp hết cái thời gian rồi, Tịnh Đạt xin được đúc kết lại trong cái buổi học ngày hôm nay. Thì chúng ta học môn phong cú mình đã 7 liên quan đến bằng cách là hết các cái những cái con thú. Hàng tháng, cho dù có tốt đẹp mà chỉ là cái việc cúng dường không bằng cái việc cúng dường đến các vị thánh nhân. Cái điều thứ hai trong cái việc đó, quan trọng đó là chúng ta phải giữ gìn cái tâm không não hại, không gây khó khăn đến chúng sanh khác. Nó quan trọng hơn là cái việc mà chúng ta có nhiều cái quan điểm ăn uống, ăn chay, ăn mặn. Cái việc thứ ba đó là khi mà làm những cái công đức thiện tâm đó, thì chúng ta phải có cái tác ý rằng chúng ta đang nuôi dưỡng cái tâm thiện, và do cái tâm thiện này nó sẽ nuôi dưỡng những cái tâm thiện khác, hỗ trợ nâng đỡ những cái tâm thiện khác, đời sống của mình cũng như hiện tại cũng như là đời sống tương lai. Thì đó là những cái chia sẻ của Tịnh Đạt ở trong cái câu kệ ngôn pháp cú 107 này. Này xin được kết thúc cái bài chia sẻ qua cái câu 107 ở đây. Xin toàn thể với tất cả chúng ta được sự an vui trong đời sống tu tập với lời dạy của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Phật. Sa thú, sa thú. Dạ kính mời. Mời cô Cẩm Vân trở lại với Duyên ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến sư. Con tu sắp bấm mang lăng ra khăn tu sắp bê đê con tu sắp bấm bút ra nữ hóa quê đá xa đà sơ thi phục quân trú tê. Mà con tu sắp bấm mang lăng ra khăn tu sắp bê đê con tu sắp bấm hâm ma nữ hóa quê đá xa đà sơ thi phục quân trú tê. Bà quả tu sắp và mang lăng ra khăn tu sắp bè đê quả ta sắp và sàng khá nữ hóa quê nữ sà đà sò thi và quản trú tê. Tất cả phơi ba lần coi đến người cầu xin chư thiên hữu trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng ca sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành
tựu ni mạng.